Rồi các con ghi bài đi, sửa bài đi. À, Thiên Lộc. Thiên Lộc ơi. Bạn nói Bạn tên nói là tên là Minh Lộc Minh mà Lộc. cô. À, xin lỗi, Minh Minh Lộc Lộc đâu rồi? cô. Minh Lộc ơi. Dạ cô. Đâu rồi con, đâu rồi? Con đang làm bài gì vậy? Con Đang làm làm bài bài gì mà gì chưa đâu? xong vậy? Hả? Không có chép phạt trong giờ hôm nay nha Minh Lộc. Bạn Chép không có học phạt giờ đi. của cô đó. Tôi thấy bạn cứ ngồi bạn ghi hoài miết luôn. Không có nghe cô giảng gì trơn. Con đang học môn gì? Con dẹp qua nha. Bây giờ học tiếng Anh nha Dạ. con. Nha. Chứ bây giờ là con lo học môn khác rồi, tiếng Anh thì con không hiểu gì trơn. Rồi tới hồi con làm bài tiếng Anh con làm cũng không có được. Bây giờ con lấy sách ra trang 38 con sửa bài này giao cho cô đi. Trọng đó rồi, xịt cam xịt Ăn xuống cơm con. với môn khác một chút là ra chơi học nha con. Trọng đi đâu á, không xin phép cô hả? Cô ơi. Cô ơi, vậy là mình viết mấy cái từ này mình viết là mấy viết lại mấy cái từ cô chơi ăn tròn này là mình sửa trong cái bản mà mình ghi đúng không Viết vào sách giáo ấy khoa đi năm năm con. mấy lần Viết vào sách giáo khoa đi con. have one question. Ok. Large equal to Yes, big. big. What's for clothes? We use large, large. Cô ơi, Yes. nếu mà cái chữ extra nó đứng một mình không đứng với cái chữ gì thì nó được gọi nó có nghĩa là gì vậy cô? Chữ Very extra đứng một large, mình. very big. Extra large is mean Không, ý con nói là nếu mà cái chữ extra đó nó đứng một mình không có đứng với chữ large này á thì nó có nghĩa là gì vậy cô? là thêm vào. Dạ. Thêm vào. Bây giờ con thấy nhiều cái thuốc đi, ví dụ thuốc đi, nó ghi chữ extra phải không? Hay là Extra thêm vào, thêm vào nhiều như là cái hàm lượng nó thêm vào á nhiều. Ví dụ bây giờ là cái thuốc nhức đầu của mình đi, thường thường là gì ghi là Panadol. Bây giờ các con thấy Panadol là cái vị thuốc nó màu xanh màu blue á. Bây giờ con ra con mua cái vị thuốc Panadol, nhưng mà con sẽ được các cô đó cô bán cho cái vị màu red là màu đỏ, thì trên cái vị thuốc đó nó sẽ ghi là extra Panadol. Đó là cái thuốc đó nó mạnh hơn cái thuốc màu xanh, hiểu không? Hiểu không? Dạ. Wow. Đó là extra, đó là giống như cái hàm lượng thuốc người ta thêm vào, ta tăng thêm vào để cho uống cho mau mau hết bệnh vậy, dạng như đó. Cái Ok. liều nó mạnh, dành cho những người mạnh hơn, khỏe mạnh á, cái cơ địa rất là tốt thì uống mấy cái extra đó vào. Còn mình bình thường thì mình uống bình thường thôi. Đó là bây giờ nhiều cái nhãn hiệu Tụi hay mình ghi hơn mở cam lên extra con. đó. Extra là thêm vào. Dạ có hiểu rồi ạ. Extra sale off. Gone. Listening. Yes. Cái phần listening này cô dạy sao nha. Yeah. Cái phần listening này cô sẽ dạy nữa, cô sẽ tập trung cô dạy sao nha con. Rồi. Rồi. Thì bài hôm nay là cô nói là đi mua hàng phải không? Đi vào cái cửa hàng là mua quần áo. Thì thường thường á, cái người bán hàng á sẽ hỏi con gì ta? Khi mình bước vào cửa hàng á, người bán hàng sẽ hỏi gì câu nào đầu tiên ta? Con mua Hả? gì? Bạn có cần giúp đỡ gì không? Bạn có cần tư vấn hay không? Nè, Can hi. I Cái help you? cái Can cô I help you? sales assistant á, sẽ nói là hi hoặc là hello, đúng không? Hay là good morning, Yes. good afternoon, good evening, tùy theo buổi. Cái câu đơn giản nhất là hi, hello, hoặc không cần phải phân chia theo buổi ha. Hi, rồi can I help you? Nè, can I help you? Đúng không? Đó là cái câu mà cái người mua hàng hỏi mình. Tôi có thể giúp gì cho ngài, tôi có thể giúp gì cho bạn. Hoặc là không hỏi câu này thì hỏi do you need
help. À, Bạn bạn có có cần một cần sự giúp đỡ, bất cứ cái sự giúp đỡ nào hay không? Đó là hai cái câu mà sales assistant sẽ nói chuyện với mình. Gia Khang, con đi rửa mặt đi, sao giờ con ngủ vậy? Rửa mặt đi con. too tired. Có thấy con mệt mỏi, con ngủ luôn rồi đó. Rồi nè, Hi, can I help you? Hay là hello, do you need any help? Được chưa? Nghe cho kỹ một chút, các bạn sẽ là người đóng vai cho cô đó nha. Rồi, đó là cái cách giao tiếp ha. Xong, người ta hỏi xong, thì mình muốn mua cái quần áo gì mình sẽ hỏi này nè. Nè, do you have, ở phía dưới nha. Do you have, bạn có, nghĩa là chỗ này có bán gì không nè. Do you have this? This hoặc là that nha. Ví dụ con mua ngay chỗ này là cái áo sweater đi nha. Ví dụ con cho là cái áo sweater nha. This sweater. Rồi. In Do medium. you have this sweater? Bạn có cái áo len dài tay này. This là cái này nha, mà cái kích cỡ gì nè, đó cái kích cỡ, ví dụ bây giờ mình chọn size M là Detail. medium nha, medium nha, thì có ba cách để nói. Ví dụ con nói là do you have this sweater in medium, đó là cũng được luôn, là bạn có cái áo len dài tay này cỡ vừa hay không, cỡ trung bình thôi đó, size M đó. Hoặc là giờ con thêm mạo từ là ờ cũng được, là in a medium. Hoặc là con thêm luôn chữ size luôn, in a medium size, có nghĩa là con nói tắt là con nói là in medium thôi, in medium, in large, in small, in extra large. Hoặc là con thêm mạo từ, hoặc là cuối câu con thêm chữ size luôn, nghĩa là người ta cho phép mình nói tắt hoặc là nói đầy đủ. Con hiểu không? Nói thì sao cũng được trơn á, nhưng mà phải dùng giới từ in nha. Ví dụ, do you have this sweater in medium cũng đúng luôn. Hay là do you have this sweater in a medium? Hay là do you have this sweater in a medium size? Là câu cuối cùng là câu đầy đủ nhất nè, rõ ràng nhất luôn nè. Đó, câu này là câu đầy đủ luôn nè, thấy chưa? Câu này là câu chính xác nhất. And Còn the hai first câu one dưới is này short. á, hay là người ta lược bớt cho con construct được đó, người ta cho con là giảm bớt từ. Còn không con nói đầy đủ là câu cuối cùng, là câu đầy đủ nhất, dễ hiểu nhất nè. Size là kích thước nè, medium là cỡ vừa nè, là một một cái size thôi, mua một cái áo thì chỗ này là cái size đó thôi đó. Nhưng mà chúng ta dùng câu đầu tiên nè cho nó dễ luôn, cái nào dễ nhất thì chúng ta dùng thôi nè. In medium, in large, in small, in extra large, được chưa? Rồi, bài hôm nay thể con sẽ học thêm cái cách. Bây giờ chào nhau, giờ hỏi thăm rồi, giờ nếu có thì tới này here you are, tôi đưa cho con thôi, phải không? Yes, here you are. Vâng, có, here you are, đây nè cô. Đó, thì mình mới đi thử đồ, phải không? Mua quần áo thì con phải đi thử đồ chứ. Này nghe cô giảng nha, không có ghi gì đâu, nhưng mà nghe cô giảng thôi. Đó, Bất giờ chúng hảo ta đi tam thử luôn. đồ. Đi thử đồ. Rồi, bây giờ thử đồ thì các con sẽ dùng động từ là try on. Lắng nghe cho kỹ nè, try on nè. Try là nhìn trên màn hình cái chỗ chữ này nè, try nè, với là chữ on. Try it Dạ. on. Ha. Rồi. Try it on hoặc try them on. Ví dụ thử một cái thì dùng try it on. Thử hai cái thì try them on. Được chưa? Okay. À, bây giờ ví dụ nhìn vào bài hội thoại này cho cô nè nha. Giờ đi vào đi mua rồi, cái từ giờ chúng ta chào nhau rồi. Chúng bạn này mua cái gì ta? Do you have this dress in blue nè. Bạn này nè, do you have, thấy chưa? Congratulations. Do you have this dress in blue? Bây giờ cái áo này đẹp quá nhưng mà không thích màu nè, bạn này mới hỏi là bạn bạn có bán cái áo đầm này mà màu xanh không nè. Do you have this dress in blue? Cái cô này có bán là yes. Do you want to try on? Đó, try on. Cô có muốn đi mặc thử không? Được chưa? Đó. Thì
Dĩ nhiên rồi, mua hàng xong xuôi đều phải hỏi về tiền, phải không con, phải trả tiền. Thì bây giờ cách hỏi tiền là hỏi là đầu câu hỏi sẽ là how much, nghĩa là bao nhiêu tiền. How much nha. Giờ mua một cái thì dùng how much is it? How much is it? Còn mua hai cái trở lên thì how much are they? Nha, số ít với số Ok. nhiều. Rồi. Thì giờ trả lời giá tiền thôi, how much is it thì trả lời là is, đảo là is, it thì đảo là is $20. Dollar là đơn vị tiền tệ của nước Mỹ đó, là đồng đô la đó. Ha. Còn nếu số nhiều là how much are they thì trả lời là they are. Đây à. Tiền. Tùy theo thôi, cái này là sách của nước ngoài thì mình dùng dollar, còn Việt Nam thì trả lời là đồng. Nhiều là VND. 20 200 ngàn đây là gì? 200 VND. 200,000 đồng. VND thôi, con đọc là đồng á, hiểu không? Đồng á, cái gì là Yes. đồng á. Rồi. Vậy thì bài học hôm nay á, cái phần ngữ pháp của con sẽ học á là các từ chỉ định. Từ chỉ định là gồm nè, demonstrative. Một bình Demonstrative là được hắn mở từ cam đây chỉ con. định, hiểu không? Từ chỉ định trong tiếng Anh có bốn từ. Nghe nhà nha, nghe giảng nha, có bốn từ này, con gạch dưới nè. Đó là this. This là cái này. Con đi mua hàng con phải nói ở cái này hay cái kia, người ta mới biết đường người ta lấy cho con, phải không? This là cái này, ví dụ là this dress, this sweater, this hat. Được chưa? Hay là that, that là cái kia là ở đằng xa, phải không? Mình chỉ, ví dụ người ta treo Yes. tuốt đằng cửa sổ, mình đâu có sờ đâu, được mình nói that, that shirt, cái áo sơ mi kia kìa, that shirt in blue. Cái áo sơ mi kia màu xanh á, lấy cho tôi đi. That, that, that là đằng xa. Hay là these. These ở đây là những cái này là nói về đồ vật số nhiều nha. Ví dụ như quần nè, giày nè, vớ nè. Đó, những cái đó là số nhiều, các con phải dùng chữ these nha. Những cái này, còn those là những cái kia ở đằng xa, là dùng cho đồ vật số nhiều luôn, nghe chưa? Đó là đây là những từ Ok. chỉ định nè. This is that, dùng cho danh từ số ít. These is those, dùng cho danh từ số nhiều. This đi là ở gần, that is those là ở đằng xa. Được chưa? Đó, người ta dạy con đây nè. Đối với quần jeans, giày, shoes nè, socks là vớ, là con phải dùng these hoặc là do thôi, tại vì số nhiều nha. Tuy là một cái quần nhưng mà nó có hai cái ống, thì tiếng Anh người ta quy định là quần á, là phải dùng số nhiều. Hay quần cục, quần dài, quần jean, quần tây gì đó cũng phải dùng số nhiều, hay là These giày dép vớ gì cũng phải dùng số nhiều, cho nên nó đi theo một cặp hết nha. Vậy là hôm Okay. nay chúng ta sẽ học bốn cái từ chỉ định này để chúng ta đi mua quần áo, mua cái này hay mua cái kia, mua những cái này hay là mua những cái kia. Và phía sau những cái từ chỉ định này nó phải có một cái tên của quần áo nha, phải có một cái danh từ đi kèm theo nha con nha. Yes. Rồi, và hôm nay học thêm đại từ làm túc từ nè, kéo dài xuống đây cho con nè. It nè, it với là them nè. It có nghĩa là nó, đúng không? Là thế cho danh từ số ít. Them là chúng, thế cho danh từ số nhiều. Nếu câu phía trên con nói về quần áo mà số ít thì con hỏi là câu kế tiếp con sẽ thế cái tên quần áo đó là chữ x. Còn nếu con sử dụng danh từ số nhiều á, quần áo mà số nhiều á, thì câu kế tiếp con sẽ thế bằng chữ them. Ví dụ là nó bao nhiêu tiền hay là chúng bao nhiêu tiền, là how much Minh Lộc, is Chu it, Minh, mở cam là đây how con. much are they đó, thế như vậy đó. Hay là tôi muốn thử nó, tôi muốn thử chúng. I want to try it on. I want to try them on. Ta dùng it với them Minh Lộc, Khánh Linh mở cam đây nào. để nói về chuyện thử đồ Ủa, nè, cô mở cam try it cô. on hay là try them on đó. Rồi, vậy bài học hôm nay con học cái phần ngữ pháp có 3 phần nha. Từ chỉ định, đại từ it với them, với là cách hỏi về giá tiền. Thì cách hỏi về giá tiền chỉ có một câu đơn giản là how much thôi. How much is it? Một đồ vật thì how much is it? Nhiều thì là how much are they? Rồi. Yes. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ lấy vở ra nha. Các bạn ghi cái phần lý thuyết cho cô. Ok. Rồi, các bạn lấy tập ra đi con.
Right. It is around town. Lesson one, Teacher, how many words are there? Seven. Oh, teacher, I have a question. Why is unit six? I think it unit five. Yes. Sorry. Cô cho 5 phút ghi bài thôi, bạn nào ghi không kịp thì hả đổi chụp lại màn hình ghi sau đó nha. Bây giờ tranh thủ ghi đi để mất công chịu mình tốn thời gian mình ngồi ghi nữa đó nha. Trần Gia Bảo đi đâu vậy, ngồi xuống viết bài đi con. Wait a minute. Rồi bây giờ ghi nghĩa tiếng Việt cho nha, cô chưa có ghi nghĩa tiếng Việt nè. Clothes có nghĩa là quần áo. Những quần áo. Quần với áo nói chung là được rồi con. Ok. Tại vì clothes là lúc nào cũng phải có chữ S nè. Tại vì nói về quần với áo rồi. Đã hai thứ rồi, hiểu không? Thì Yes. Trong cái bài này đó, các con chỉ ôm lại hai loại quần áo là jean. Qua bài này các con tự học thêm tên của các loại quần áo nha. Ví dụ quần dài, Quần jean, ngắn, áo sơ mi, trousers, áo đầm, tự ôm lại nha. Hôm trước cô cũng dạy một số từ rồi đó, nhưng mà các bạn tự trang bị kiến thức thêm nha. Jeans yes. Là quần jean á, quần jean thôi. Rồi sweater là áo, quần jean lúc nào cũng phải dùng số nhiều là thêm s nha. Còn sweater, dùng sweater là một cái áo hay là two sweaters, hai cái áo thì thêm s là sweater. Là cô ghi chung vậy thôi. Áo Áo len len. dài. Rồi, vậy là trang phục là clothes, là quần áo gồm có hai loại quần áo trong bài này nha. Size là kích thước. Kích thước, kích cỡ đó. Thì trong bài này á, dạy con là large là size lớn nè. Kích thước lớn nè. Extra large là rất lớn luôn. Còn medium là size vừa. Size vừa, size trung bình nha. Small là size nhỏ. Như cỡ những các bạn nào ốm ốm đó thì đi vào mua size S đó. Size S là size nhỏ. Trước những cái kích cỡ này chúng ta dùng giới từ in nha, dùng in large, in extra large, in medium, in small, hoặc là thêm mạo tử dùng in a small size, đó là câu nó rất là đầy đủ luôn, có giới từ, có mạo từ, có tính từ, có danh từ luôn. Okay, Mỹ Vô, con chép bài đi Mỹ Vô. Con chép xong rồi cô, con đang đợi á. Trên Trang Room. Ủa, cô mới share là con chép rồi gì hay vậy đó ha. Quá nhanh luôn, giỏi vậy đó hả? Trang Room là phòng thay đồ. Yes. Phòng thay đồ. Phòng thử đồ rồi đó. Thử đồ đi. No. Thay đồ, thử đồ cũng được không? Chỗ đó thay ra rồi thử gì đó. Ok. Customer. Mà dễ hiểu theo tình huống này, customer khách hàng. Khách hàng đó, gọi là khách hàng. Chúng ta là những cái customer đó, đi mua hàng chúng là customer. Còn cái nhân viên bán hàng chỗ đó gọi là sales assistant. Sales nha. Nhân viên bán hàng. Mất mà những cái chút sáng không ta.
Teacher, six, please. I'm done. Can you go down? Go on. Can you go on? Bạn kia viết xong chưa? Bạn kêu go on nữa kìa. That's what I'm not. Okay, I will wait. Right. Try on là thử, mặc thử nha. Mặc cái gì đó thử. Mặc thử, mang thử, ví dụ đi mua áo quần. Lúc nào chúng ta cũng phải try on chứ thôi đi đem về mất công đổi lại hay là mang đi mua giày, mua dép gì cũng phải try on chứ. Thử nó thì try it on, là thử có một cái, còn từ hai trở lên là phải là try them on. Viết đi con ơi, tập trung viết. I'm rồi done. Hôm nay học về cách hỏi giá tiền, how much. How much nghĩa là bao nhiêu tiền. How much is it? How much are they? Nó bao nhiêu tiền, chúng bao nhiêu tiền. Số ít thì dùng how much is it. Số nhiều thì how much are they. Ok, finish. Thì hỏi is it thì trả lời là it is. Hỏi are they thì là they are. Hỏi số ít thì trả lời số ít, hỏi số nhiều thì trả lời số nhiều, cộng cho cái giá tiền vào. Ở Việt Nam thì con dùng cái đơn vị tiền tệ là đồng. Đồng thì viết chữ đồng luôn, nhưng mà viết chữ giờ thôi, đừng có viết chữ. Ví dụ như 200 ngàn đồng. Đó. 200,000 đồng. Viết vậy đó, hiểu không? Còn ví dụ viết okay. Con viết tắt là VND đó. VND. Đó. Còn muốn mà viết bình thường đây là chỉ đồng. Còn nước ngoài là người ta xài là dollar, phải không? Dollar. Nhưng mà dollar là nhiều quá thì phải thêm S vô nè. Hiểu không? Yes. Thì dollar thêm S. Nhưng mà Việt Nam đồng thì chữ đồng không có thêm S nha. Hoặc là viết tắt là... Hoặc viết tắt. À, viết tắt. Nếu mà ví dụ 200 ngàn đô thì viết tắt là như vậy. Chữ S gạch chéo xuống một cái. Ha. Đó là cái ký hiệu của đồng đô la nè. Nhưng mà thường thường viết trước cái số tiền. Teacher. Yeah. I don't understand. I don't understand. Con hiểu cái gì? Tức là tại sao cái chữ S của mình nó phải kéo thật xuống sao nó gạt cái hai đầu bây giờ cô? Cái đó là cái cách viết tắt của người ta quy định là sao cô biết được, cô giải thích được. Yes. Cái đó là cái người ta quy định, mỗi quốc gia có một cái ký hiệu người ta quy định, con mình phải học theo thôi. I think you need to go to USA to ask. Chứ bây giờ các con nói tự nhiên sao có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng tại sao cả thế giới không xài một số tiếng, ai mà giải thích được điều đó, hiểu chưa? Thôi đừng có suy nghĩ mấy chuyện đó nữa con, tập trung vô bài học nè. Rồi, được chưa? Tiếp tục nha. Vậy viết phần ngữ pháp cho cô nha. Thì hôm nay con học là thứ nhất là demonstrative nè. Từ chỉ định. Từ chỉ định gồm có 4 từ nha. This, that, these, those. Viết xong đi cô dạy cho đọc bài luôn. This có nghĩa là cái này. These là những cái này. That là cái kia. Those là những cái kia. Có thể năm cấp 1 của con học những từ này rồi mà con chưa có học kỹ cái đó là cái gì. Con chỉ nói ở this book, that book, this chair, that chair thôi phải không? Chỉ biết ở gần là this, yes. Ở xa là that. Còn số nhiều thì mình dùng this vô, thế cho this với that thôi. Những cái này, ví dụ là these books, là those books, những quyển sách này, những quyển sách kia. Đó, ở gần, ở xa. Nhưng mà bốn từ này thì gọi là demonstrative. Từ chỉ định. Từ chỉ định là mình xác định được cái đồ vật đó ở gần hay là ở xa của mình thì gọi là demonstrative. Ok. Các con tập trung viết bài giùm cô đi con. Cô cho con nghe thông báo tí xíu cho cô. Tại giờ con nhớ lo phát thanh gì hết rồi.
Đừng. Quốc Khánh ơi, viết bài đi con. Rồi. Rồi ghi chú ha, this, this, that là dùng cho danh từ số ít. Không? Vậy hôm nay bài học chúng ta đi mua quần áo là dù là cái áo đầm này, this dress, hay là cái áo đầm kia, that dress, là cái áo thun này, this t-shirt, cái áo thun kia, that t-shirt. Đó. Cái nào mình cầm lên tay được đó, là mình dùng this, còn cái mà mình không với tới được thì dùng that ở đằng xa. Không? Người ta bán hàng người ta hay để một số cái hàng ở trên kệ thôi, còn lại người ta treo tuốt lên trên cao phải không, cho nó đỡ chiếm chỗ đó. Thì cái nào ở trên ở dưới kệ thì mình sờ được phải không, mình cầm lên tay nó đi this nè, nhưng mà tuốt ở trên cao thì mình phải là đặt đó ở lấy cho tôi cái áo đó đó phải không. Đó, this với that danh từ số ít nha, còn this okay. Với đâu dùng cho danh từ số nhiều là mua quần nè, giày vớ nè, hoặc là mua hai cái áo, mua ba cái áo đó. À, thì mình dùng this hoặc là those nha. This cũng là ở gần, those là ở xa. Thì danh từ số nhiều là sao, còn nhớ không, danh từ số nhiều là danh từ đó phải thêm s hoặc là es. Ví dụ câu nói là this dresses, jeans, shoes đó. Hay là mua hai cái áo khoác luôn, hai cái áo khoác luôn, two jackets. Đó là danh từ phải thêm s vào nha. Chỉ có chữ dress là áo đồng á, là bản thân cái chữ đó nó có chữ s rồi. Nếu con mua nhiều cái áo đồng con sẽ là dresses. Dù là đó, cái chữ áo đồng là nó có chữ s sẵn rồi nha, thì nhiều cái áo đồng sẽ là dresses. Đó mới là danh từ số nhiều nha. Ok, chứ đừng có bị lừa ha, chữ s này là có sẵn trong cái từ dress rồi. Dù dress, dress là chỉ một cái áo đồng thôi nè, còn những cái áo đồng là phải dresses. À, như cái con dresses, làm bài but... con sẽ rút kinh nghiệm ha, không có sao hả. Và danh từ số nhiều nha, cô nói là danh từ số nhiều là danh từ phải có chữ s ở phía sau nha, tận cùng phải có chữ s hoặc là es. Ok, let's please. Giờ hiểu chưa, hiểu this là cái này, that là cái kia chưa, this, that, this, that. Số nhiều là these, those. Rồi đó là từ chỉ định ha. Con biết kịp không nè? Đến thì sắp kịp. Rồi chờ chờ chút nha. Ok, I will wait. Lộc ơi, con biết xong phần số 1 rồi hả? Con biết xong số 1 này rồi hả? Được chưa? Con ơi, các con tập trung viết bài giùm cô đi. Sao con ngồi chơi làm sao kịp? Tại vì mình học chung hả, lớp 40 bạn luôn. Thì chúng ta phải cùng nhau làm việc chứ con. Dạ. Yeah. Nguyễn Gia Bảo, con viết xong chưa? Con viết xong rồi ạ. À. Good job, học mình. Finished. Dạ rồi cô. Good. Rồi cô. Rồi vậy cô go on nha. Rồi hôm nay học tiếp là cái nội dung số 2 là object pronoun, là đại từ mà làm túc từ. Đó, object pronoun thì đại từ á. Con nhớ cô dạy con đại từ là I, we, you, they, he, she, it. Thì những đại từ đó sẽ làm chủ từ, là subject pronoun, nghĩa là nó đứng đầu câu, nó làm chủ ngữ cho một câu. Nhưng mà không có được đứng đầu câu, đứng vào giữa câu, đứng phía sau động từ thì con không có dùng những cái đại từ đó, mà con sẽ dùng object pronoun. Thì object pronouns ở đây con học mới có hai từ thôi, là it với là them. It là nó, là thế cho danh từ số ít nha. Còn them là chúng, thế cho danh từ số nhiều. Đó, ví dụ phía trước con nói là con muốn mua một cái áo sơ mi. I want to buy a shirt. Cho tôi thử nó nha. Ha. I want to try it on. Đó, mình thấy chữ it cho cái áo sơ mi đây đó. Nhưng mà ví dụ con mua đôi giày đi. Ha. I want to buy these shoes. Cho tôi thử chúng nha.
I want to try them on. Cho chị đem là thế cho danh từ số nhiều. I'm done. Can we write example? Rồi. Đi đi con. Còn câu hỏi về giá tiền thì khi nào vào cái tình huống conversation á thì con tự học thêm thôi, chứ cô không có ghi công thức gì ra chứ. Thì hỏi giá tiền rất đơn giản, chỉ cần how much, how much is it, how much are they? How much plus is it or are they? Yes, how much plus is it or are they? Rồi, vậy bây giờ các con sẽ đóng vai cho cô nha. Một bạn là sales assistant, một bạn là customer. Các bạn đi mua sweater cho cô nè. Can I? One day, can I? I want to. I want to be a sales assistant. Cô kéo thêm một dòng hay dòng gì được. Me, please. Oh, I think con. Ở dưới đây đâu có gì nữa đâu. Nè, tới đây là hết rồi con. Me, please. Hi. Rồi, bây giờ cô có sẵn cái bài hỏi thoại luôn nè. Vậy các con đi mua áo sweater cho cô. Trong cái shop này nó chỉ treo treo cái áo sweater là kích cỡ là gì con? Hay chị S không? Yes. Yeah. À, chỉ treo cái kích cỡ là S thôi nè. À, áo là size S nè. Small. Nhỏ small. Quá à. Small nè, small là size S nè. Giờ mình không mua, mình đi kiếm cái medium nè. Thì giờ chúng ta sẽ nói làm sao? Giờ đọc cái bài hội thoại này cho cô thử đó nha. Rồi. Can I one day? Mà là con chưa được cô dạy cho đọc từ vựng ha. Giờ các con đọc thử đi. Thử cho các con đọc làm sao rồi cô dạy lại cái phần từ vựng. Bảo Nhi. Mai Thảo. Bảo Nhi là sales assistant nha Bảo Nhi. Bảo Nhi là người bán hàng nè. Nha. Bảo Nhi. Vâng ạ. Rồi, con đọc những câu của sales assistant. Còn Mai Thảo sẽ là người đi mua hàng customer rồi. Mai Thảo đi mua sweater nè. Gì con? Can we write the example? No. Không cần okay. Con. Cái này là bài hội thoại, không cần phải ghi đâu. Chỉ đọc và nghe cô giảng nó hiểu bài thôi. Chút nữa trong sách cũng có làm bài tập dạng này thì con sẽ practice thêm. Rồi, cô mời. Bảo Nhi, you are first. Sales assistant. Bảo Nhi chào đây. Hi. Cô là hai con. Can I help you? I can help you. Rồi, Mai Thảo. Mai Thảo ơi. Đọc đi con, customer nè, đọc nè. Mai Thảo. Yes. Yes. Sweater. Sweater. In the medium. Medium. Size. Size. Đơn giọng của câu này đọc lại nè. Do you have this sweater in a medium size? In the không có nghe Mai Thảo đọc gì hết luôn. Mai Thảo đọc to lên nha. Yeah. Rồi Bảo Nhi tiếp nè. Yes, here you are. Yes, here you are. Đó. Rồi Mai Thảo đọc tiếp nè. Can I try it on? Can I try? Đọc lại từ này cho con. Try. Try. Can I try it on? Can I try on? Rồi con đọc tiếp luôn đây. Thử xong rồi sao? Oh, it's great. Oh, it's great. Rồi hỏi tiền nè. How much is it? How much is it? Rồi Nhi trả lời giá tiền đây. Cô là $20 Dollars. Rồi.
Vậy thì bài này nè, thấy chưa? Chào nè, hi, can I help you? Rồi, thấy chưa? Chào nha, rồi mua hàng cho con. Rồi, bây giờ con chú ý nè. Bây giờ bạn đi mua có một cái áo mà. Và cái áo này nè, this sweater nè. Cái áo này nè, ha, cái áo này nhưng mà bạn muốn tìm cái size gì? Ở medium size. Tại đây treo size S không à? Giờ bạn muốn cái này nhưng mà kêu cô lấy cái medium size đi. Thế là có rồi. Yes, here you are. Là. Here là. Vâng, đây nè. Ha, đưa cho người ta. Thì bây giờ nè. Can I try it on? Tại sao dùng cái đại từ làm thúc từ là it? Tại vì mình đi mua có một this cái this sweater. Thì ngay chỗ này chỉ là it. Thiệt chưa? Rồi, hỏi về giá tiền cũng vậy. Đây, mình mua có một cái áo thôi thì how much is it? How much is it thì trả lời là it's a. Bây giờ ví dụ nha, cô Thế chỗ này là đi mua giày nha. Cô đi mua giày nha. À, cô nói nè, đôi giày do you have này. These shoes. Đó, số nhiều rồi nè. Bây giờ cô Thế là cô đi mua giày thì cô phải sử dụng số nhiều chỗ này nè. Can I thì, try them on? Thử giày thì nó sao? Try gì? Try it hay try them? Try them. Đem hoặc là con đọc là dumb cũng được nha. Tùy theo con cách phát âm dịch được đem hoặc là dumb. Thì cô đọc là đem không à? Đem. Tại vì số nhiều nè, đi mua đồ bọn số nhiều thì phải là thử chúng. Rồi hỏi giá tiền cũng hỏi số nhiều chứ. How much gì? A day. Đó. Thì hỏi a day thì trả lời là gì? Day are. Hoặc là mình viết tắt là day phải r e. Hiểu không? Yes. Đó, còn không viết tắt thì viết luôn chữ r. Đó. Vậy bài hôm nay là chủ yếu là như thế đó. Ok. Đó. Hôm nay học từ chỉ định sốt số nhiều. Học đại từ it với them. Với lại câu hỏi giá tiền is it hoặc là are they. Đó, có nắm được nội dung bài hôm nay chưa? Okay. Rồi, okay. Let's go to con sẽ đọc bài với cô nha. Rồi. Yeah. Tất cả đọc bài với cô nha. Rồi, cô chia lớp ra là thành hai nhóm nha. Boys đọc trước nè, các bạn trai đọc trước cho cô, các bạn trai mở mic lên đọc với cô nè. Boys. Okay. All boys. Rồi, boys. Các bạn trai đọc, coi bạn trai với bạn gái, các bạn nào đọc giỏi hơn nha. Boys, now are you ready, boys? Boys. Yes, I'm ready. Close. Close. Jeans. Jeans. Sweater. Sweater. Size. Size. Large. Large. Extra large. Object pronouns. Okay, thank you boys. Yes. Các con thông cảm nha, vì chúng ta mở mấy một lượng nó ồn ha, nhưng mà ồn một chút xíu mới được nha. Rồi tới girls nè. Rồi đọc cho tốt hơn cho cô coi. Girls. Yeah. Mở mic lên hết đi con. Girls, Mỹ Vô. Mai Thảo, Bảo Ngọc, mở mic lên đọc. Yeah. Anh Vân, Gia Mỹ. Now listen and repeat. Close. Bạn Thịnh tắt mic đi. Cô mời girls thôi, cô mời các bạn gái thôi. Close. Jeans. Jeans. Sweater.
Sweater. Sweater là câu âm đờ của tiếng Mỹ nha. Sweater cũng được nha. Size. Size. Large. Large. Extra large. Extra large. Medium. Small. Changing room. Customer. Sales assistant. Try on. How much? Demonstrative. This. Okay, thank you. Wow, các bạn girl đọc giỏi đó, không có ồn nha. Mic của các bạn girl rất là tốt hơn á nha. Cô nhận xét, cô thấy các bạn girl là đọc giỏi hơn nha, giỏi hơn một chút xíu nha so với các bạn boy nha. Rồi, congratulations girl. Rồi các bạn á, còn bạn nào chưa chép kịp không, cô cho chụp lại màn hình để chép sau nè. Bài hôm nay nè, bài ghi hôm nay, còn bạn nào chưa chép kịp phần nào nói với cô cho chụp lại để chiều ở nhà chép tiếp nè. Còn ai chưa chép bài kịp nè. Rồi, vài bữa nữa là vào cô kiểm tập đó nha. Chép kịp hết. Cô hỏi ai chưa chép kịp thôi thì mở mic lên thì chụp lại màn hình để chiều chép nha. Sao con? Ai chưa chép kịp giơ tay đi. Ai chưa chép bài kịp giơ tay. Rồi, vậy tất cả các bạn chép bài rồi phải không? Nói thiệt nha, nói thật cho cô nghe, để nữa cô vào cô kiểm mà không có là một bài con chép bạn 5 lần đó nha. Rồi, ok, good job. Giỏi quá, lớp mình giỏi quá, đã chép bài xong rồi ha. Bây giờ các con qua làm bài với cô nha. Practice với cô nha. Student book. Chưa con, sách. Ok, student book trước nha. Student book first, 30. I say student book. 38, good. 38. 38, xong rồi, 39. Okay, open your student books. A 38, 39. Rồi bài trên đây 38 con làm rồi, hay cô diễn rồi. 30. Rồi bây giờ trang 39 cho cô nha. Đó là cái phần ngữ pháp lúc nãy cô giảng là chúng ta cũng đã viết bài rồi ha, là các từ chỉ định, đó là đại từ is them. Về là cách hỏi về giá tiền. Bây giờ các con làm bài tập này cho cô Park B nè. Trang 39 nha con. Park B. Yes. Cho ok. Cho 2 phút làm bài. Rồi chúng ta sẽ sửa bài. Có nghĩa là con là làm Park B nè. Con chọn từ đúng cho cô. Đọc bài rồi chọn từ đúng này. Làm thử đi. Chọn từ đúng. Dựa vào danh từ số ít hay số nhiều mà chọn từ cho đúng. Đăng Khoa mở sách ra trang 39 đi con. Con mở sách rồi cô. Rồi con làm bài B đi. Trang 39 bài B nè. Dạ. Mỗi câu cho 2 từ, con lựa một từ con khoanh tròn lại đi. Mà con muốn lựa từ nó, từ chỉ định hay là ít hay là đen rồi con phải nhìn coi. Tên của quần áo số ít ra số nhiều. Cái nào số ít thì dùng this, that. Cái nào số nhiều thì dùng these, those. I'm done. Can I chat on you the answer? Yeah. Yes. Chat inbox. Bạn Đạt nữa sẽ nói là I'm done.
can I chat in box? And then can I chat in box? Yes. Cái sách của cô share này không biết nó có sai không, sách của con sao? Sách của cô thật 1, 1, 3 là 1, 2, 3 phải không? Cái gì 1, 1, 3 còn có ghi, sách của con có ghi số giống như cô không, có sai không? Câu 1, câu 2 mà nó ghi 1, 1, 3 con là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, rồi. Bạn chat xong chưa? Đâu thấy đáp án của mình đạt. Wait a minute. Can you wait 2 minutes? 2 minutes? Too long. 1 minute. Yes. You can write 2, 3, 8 of them. I finish. Can I chat? Can I chat? Inbox. Can I chat? Oh no, 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 sorry, inbox. Teacher. I'm sorry. Can I do again? Okay, Khánh Trân đi lẹ đi con. Rồi. Cô mời Bội Đình. Number 2. Ok. Nhưng Dũng không thiếu con. 6, 7 nữa con. Ồ. Ê khoan khoan number cô. Number 2 nó. Con đang làm bài bài ô một tím á cô. Con đang làm ô một tím á cô. Ô một đó tím mất, cầm cái gì vậy? Cô đang kêu con làm bài biên mà. Con đang làm cả hai ô, con nhiên con làm câu cô C trước rồi con làm cô B cô. No. Cô kêu con chát cô B thôi, đừng có lộn nó tùm lum hết trơn á. This is the dessert. Hoàng Đạt ơi. Ủa Hoàng Đạt yes. Chưa gửi Mỹ Du ơi. Mỹ Du number 6 wrong. Over there not this. Mỹ Du number 6. Over there is yes. Those. Number 6. You are wrong. Oh. Over okay. There is over there. There not near you. Not near you. Over there. It means porch on pens. Porch on pens. Oh, it's over there. It these them do that. Okay, good job, one nap. Yes. Correct all. Right. Câu mời sửa bài nha, Thánh Linh. Can I do passy? Yes. Yes, teacher. Cô có được con cô? Thánh Linh. Yes. Thánh Linh đó. This or this? Dạ thưa cô là this, I choose this. Why? Because I see the world. How much is I see is, yes. No. And. Con muốn chọn this or this là con phải dựa vào cái danh từ số ít hay số nhiều nè. Dạ. Cái này mới là cái giải thích trước, còn chữ is cũng được nữa, nhưng mà this là đi chung với danh từ số ít nè. Con phải nói là thứ câu shirt nè. The shirt is. Singular noun đó. Muốn nói tiếng Anh cũng được, tiếng Việt cũng được, nghe shirt nè. Cái áo sơ mi thì gọi là shirt nè. Đây là danh từ số ít.
Do đó chúng ta sẽ chọn là dishes. Nghe lên. Dạ. Các con chọn this and this là con phải nhìn vào danh từ nha. Cái tên của cái món đồ mình mua đó, coi sốt cho số nhiều. Rồi. Number 3. Khánh Trinh. Các con cùng sửa bài với cô. Gạch dưới cái phần giải thích nè. Cái này nè. Vì cái chữ shirt này nè. Là danh từ số ít nè. Cái áo sơ mi nè. Rồi. Qua bài tập này chúng ta ôn thêm một số loại quần áo nữa đó nha. Rồi con mời Khánh Trinh number 3. Con chọn it là... hay là dem? Dạ chú cô là dem. Dem. Nếu mà dem là phải thế cho con của đồ vật số nhiều nha. Vậy phía trước bạn này mua cái gì mà con chọn là dem? Dạ chú cô là I like this. I like that skirt. Skirt là cái váy. Chữ skirt tận cùng là chữ tờ. Là danh từ số ít. Nha. Vậy là mua có một cái váy à. Tôi thích cái váy kia. I like that skirt. Vậy chỗ này con chọn lại đi. It hay them? Dạ tôi con là it. Rồi. Hiểu bài chưa? It hay them cũng phải nhìn vào cái món đồ mà mình mua nha. Đó. Nhìn vào chữ skirt nè. Đó. Nhìn vào chữ skirt mà mới chọn là it nè nha chưa? Đó. Skirt là cái váy đó. Cái váy các bạn nữ mặc đó. Cái váy đó, skirt, skirt nó giống skirt. Chữ shirt là chữ, skirt. Nó khác với chữ hờ với chữ ca thôi nè. Skirt là cái váy. Rồi câu số 3 học thêm được chữ cái váy nữa nha. Skirt, skirt. Câu số 4. Cô mời Thái Bình. Can con I... chọn this hay là this? Sao con? Chọn this hay đi Thái Bình? Sao con là this? This. Tại sao con chọn this? Cái con không có chọn đại. Bây giờ câu số 4 này bạn đi mua cái gì đâu? Đi mua cái gì? Mua shoes nè con. Shoes là đôi giày nè. Cái chữ shoes nó có chữ S ở cuối cùng phải không? Nè phải không? Dạ. Yeah. Đây là số nhiều nha. Đôi giày là phải hai chiếc thành một đôi chứ là số nhiều phải không? Vậy số nhiều chọn this hay là this? Đây là danh từ số nhiều. Vì nó có chữ S nè. Shoes là đôi giày. Vậy con chọn đôi giày này thì chữ this hay là chữ days? Dạ, con là days. Days, đó đúng rồi đó. Lúc nãy con chọn sai rồi nha. Dạ. Con không có được chọn đại, con phải nhìn vào cái đồ vật nè. Cái này là số nhiều thì mình chọn là this nè. Những đôi giày này. Những đôi giày này là hai chiếc giày thôi đó. Hoàng Thịnh, câu số 5. Con chọn it hay là them? Câu số 5. Là con chọn... I like these shorts. Can I try it them on? It hay them? It. Tại sao chọn it? Không có nghe cô giảng bài không vậy? Muốn chọn phải biết, phải coi bạn này đang mua cái gì, số ít hay số nhiều. Con số 5 là bạn này đang mua cái gì đây? Mà con chọn là it. Nè, không phải. Bây giờ cô hỏi con nha. Con số 5 này bạn này đi mua cái gì nè? I like these shorts. Shorts là gì? Mà chữ shop nó có chữ S phía sau này thấy không? Shops. Phải không? Danh từ số nhiều, vậy dùng chữ S hay chữ dam? Dạ dành em. Tập trung vô nha. Con biết là con mới thì học lý thuyết con còn chưa có nhớ, con phải tập trung. Tại vì cái con này nó giống con số 3 vậy đó. Ở trên đây. Xin lỗi. Giống con số 3, con số 3 là skirt, là skirt thì chọn X. Mà dưới đây số nhiều mà sao mình chọn ít được? Thấy không? Shots. Danh từ số nhiều thì danh từ nó sẽ có cái S vô trường. Shots. Socks. Pants. Trousers. Mấy bạn không có nhiều như ba ơi. Vậy là tất cả là quần một nha. Thì dùng đem. Lê Thanh Hải, con số 6, chọn do hay là these?
Those là những cái kia. These là những cái này. Một cái là ở đằng xa, một cái là ở gần. Và có thấy chữ pants là quần nè, quần nè, quần tây á, có chữ S nè. Vì chỗ này thì chữ pants nên người ta dùng là số nhiều rồi nè. Nhưng mà mình chọn coi cái quần ở gần hay là cái quần ở xa thôi. Those là đằng kia là ở xa. These là ở gần. Vậy câu này không phải nhìn vào cái chữ over there nữa. Over there. Cái chữ cuối câu over there thì có nghĩa là ở đằng kia. Ở đằng kia vậy đó, gần ở xa Thanh Hải. Xa. Xa, vậy chọn those hay là these? Those, đúng rồi. Those, đó. Những cái kia, những cái quần kia. Rồi, đúng rồi đó. Ha, vậy là chỗ này không nhìn vào danh từ nữa. Không nhìn vào danh từ nữa. Nhưng mà trong câu này, tại vì gần với xa, gần với xa là đâu nhìn vào danh từ. Chi phải nhìn vô cái tình huống của câu này. Có chữ over there. Over there có nghĩa là ở đằng kia. Nghe không? Ở kia kìa. Rồi, câu số 7. Cô mời Quang Anh. How much là hỏi giá tiền nè. À, wow, cái này cũng vừa đáp với this luôn rồi. Cái này số ít nó là không nhìn vào danh từ nữa. Mà Quang Anh sẽ nhìn vào cuối câu nè. By the window. By the window là gần bên cửa sổ. Gần gần cửa sổ kìa. À, cái áo sơ mi đó hay là cái áo sơ mi này gần cửa sổ thì bao nhiêu tiền? Chỉ có cái từ là gần cửa sổ. Con dùng that hay là this nè. That shirt hay là this shirt? Nói con lên coi. Nghe cô là that. That, đúng rồi. Nó treo túi bằng gần cửa sổ mình đâu có vớ tới được. Ha, that shirt, đúng rồi. How much is that shirt by the window? Yes. Good job. I'm correct all. Yay. Me too. Me too. Rồi sửa bài giùm cô đi. Ok. Teacher, Patsy, can I do sales assistant? Do it? I want to. Cô sửa bài lẹ cho cô, vậy hiểu bài chưa? Nha. Ok. Dạ, rồi tiếp tục nha. Các con tiếp tục cho cô nha. Ok, go on. Yeah. We continue. Continue. Rồi, proxy. Proxy thì yêu cầu các con điền từ vào đi. Điền từ được vào đoạn hội thoại này đi mua hàng nè. Và yêu cầu con điền 4 từ thôi nha. Hoặc là this, là cái này, là số ít. Hoặc là those, những cái kia, là số nhiều. Mà ở đằng xa. Hoặc là đại từ it. X thế cho danh từ số ít hoặc là jam thế cho danh từ số nhiều. Đó, điền 4 từ này vào 5 chỗ trống cho cô thôi chứ không được điền từ nào khác nha. Ok, em đã hỏi giống như là tương tự như cái bài ví dụ của cô lúc nãy vậy đó. Ha. Rồi, yes. Bây giờ cô mời. Cô mời, còn các bạn cứ làm đi mà cô mời các bạn đi làm thử trước nha. Tại nào cô chưa mời nè, Hoành Đạt chưa mời hả? Yes. Hồng Ân với Hoành Đạt coi. Rồi Hoành Đạt, sales assistant. Hồng Ân là yes. Customer nha ông. Yeah. Rồi điền thử của hai bạn này điền đúng không nha. Hi, nào, can I help let's you? Go. Hi, can I help you? Yes, do you have this t-shirt in medium? Yes, here you are. Can I? Try it on. Yes, the changing room's over there.
Excuse me, do you like these shoes by no, name? No, not these. We don't have to work these. Those. Yes. Excuse me. I really like those shoes by window. Do you have those? These in brown. Again? Do you have? Again. Do you have? Do you have those in brown? No, not those. Do you have? This. No, not this. Hồng Ân chưa có hiểu bài hả? Chỉ điền this, those, hoặc là it, hoặc là them thôi, chứ không có điền this. Do you have those? Là không được. Chúng ta không dùng chữ those, mà thế cho those shoe được. Không thế cho those shoe thì dùng dài đại từ dài. Em cứ làm this shoe, this. Đó. Hồng Ân ơi, bây giờ nè, tôi thật sự là thích mấy cái đôi giày kia kìa gần cửa sổ. Bạn có chúng màu nâu không? Con có thấy bằng đại từ dây, ít hay là đem? Nó gọi là đem. Chỗ này mình thấy đôi xu bằng đem nha. Rồi, again, do you have them in brown? Do you have them in brown? Yes, here you are. Oh, they're right. How much are they? They are $39. Can I try them on? Yes. Sure. Hình như Hoàng Đạt chọn sale assistant là không có điền cái gì luôn hả? Yes. Ôi trời. Hồng Ân điền hết rồi. Yes. Hồng Ân hiểu câu số 4 tại sao dùng đem không? Con thấy tên của một cái đồ vật số nhiều mà mình muốn nhắc đến câu phía sau thì thấy bằng đem như con. Nghe không? Rồi. Rồi. Bây giờ nè, Hồng Ân chú ý với các bạn chú ý nè. Cái đầu tiên nè, do you have this t-shirt nè? This t-shirt, môn có một cái không? Thì phía dưới thì dùng đại từ ít nè. Thế cho this t-shirt. Hiểu chưa? Còn này, mua cái gì tiếp? Those shoes. Bởi vì gần cửa sổ thì phải đành những đôi giày kia thì thế those shoes câu kế tiếp thì ta sẽ dùng là them. Thế cho those shoes. Được chưa? Đó rồi câu kế tiếp với em cũng thế bằng them nè. Chữ them này nè. Là đang nói về those shoes này nè. Câu có hiểu bài chưa? Chứ cái câu không là do you have those in brown. Không có dùng chữ do mà phải dùng chữ them để thấy là those shoes luôn. Nha. Yeah. Rồi. Okay. Lúc nào mình nói chuyện cũng vậy, đầu tiên mình phải nói tên món đồ, sau đó mình cái câu kế tiếp mình thế tên món đồ nó dùng it hoặc là giữa câu nha, đại từ này nó đứng giữa câu nha, là đứng sau động từ nha, là thế bằng it hay thế bằng them thôi. Còn đứng đầu câu là it hoặc là they, còn đứng là đứng sau động từ thì dùng đại từ làm túc từ nha ha. Đại từ làm túc từ sẽ đứng phía sau động từ thì là it là số ít, them là số nhiều, là nói về đồ vật thôi nha. Đó, vậy các con sửa bài vào đây. It, those, them. I like new sales assistant because rồi. Cô mời hai bạn đọc lại bài này cho con nha. Cô mời Sang Mỹ và cô mời Vi Hân. Con đọc Vi Hân ơi. Vi Hân. Vi Hân bữa nay không nghe cô giảng hay gì rồi đến thanh kìa. Vi Hân. Vi Hân. Dạ. Cái gì vậy con? Con kêu quá trời, con làm gì vậy? Dì Hương ơi. Dạ cô. Tự giờ cô giảng bài cô có nghe rõ không? Dạ nghe rõ cô. Sao tự giờ cô kêu con quá trời vậy? Giờ con đọc bài này cho cô coi Dì Hương. Dì Hương là người bán hàng nha. Sales assistant nè, ra Mỹ đi mua hàng cho cô. Rồi Dì Hương đọc đi nè. Câu nào của sales assistant này là con đọc hết nha. Rồi Dì Hương bắt đầu đọc đi. Can I help you? Ra Mỹ. Yes.
Yes, do you have this t-shirt in a million? What you are? Yeah, you are. Here. Mm. Yeah, you are. Can I try it on? Again, come on. Try. Try. Try it on. You know? Yes. Yes. The yes. Changing rooms. Yes, the changing room. Over there. Over there. Because me, I really like those shoes. Those shoes. Those shoes. Those shoes by the window. Do you have them in brown? Oh, that's orange. How much are they? $39. No. Can I try them on? Sure. Ra mấy đọc lại từ này với cô ca. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me là một cái lời nói lịch sự thôi ha. Nó là xin lỗi. Xin lỗi đây là một cái nói lịch sự thôi. Chứ không phải là có lỗi gì hết. Thì là excuse me nha. Excuse me. Okay. Oh, teacher, how about the word later? Later là sau đó. Ví dụ the changing room over there có nghĩa là cái cô nhân viên chỉ là cái phòng thay đồ đằng kia kìa. Thì đi vô đó thay đó. Cái thuốc này nè. Là later, thay xong rồi. Ha. Rồi mới đi ra, cái thấy đồ dài mua tiếp. Đúng không? Rồi. It's expensive. Rồi, cái này đi dưới đây á, đã con tự làm nha, tự học nha. Pay for thì có gì học cho nó. Nó chỉ ôm lại cũng những cái bài trên thôi nè. Đó, bạn nào rảnh thì làm một cái bài hội thoại phần speaking này thôi ha. Bây giờ con đâu một bút, cô chỉ sơ qua các bạn một bút cho nhà làm nè. Đã xếp một bút ra dịch cô ha. Rồi, okay. Set your student book. Now open your workbook. Now on page 26. On page 26. Yeah. 26. 27. Rồi hai trang giờ 26 cái cho con nghe trang 26. Các con mở sách một bút trang 26 đi. Để cô dạy cho cách làm bài. Rồi nhà làm bài tập cho cô nghe. Rồi. Rồi các con mở sách ra trang 26 chưa? Rồi nhìn lên màn hình share cho cô okay. Đi. Ai nhìn màu sách cũng được. Rồi đây là cái gian hàng bán quần áo nè. Các con điền 8 từ này nè, thấy chưa? Và rồi tự ở nhà học tự vận ha, rồi nhìn hình là điền vào nha. Điền số thôi, ví dụ number 1 là extra large nè. 1C nè. Đó, bài này con tự làm được không? Hiểu không? Hiểu không? Rồi. Ok. Quá dễ, very easy. Bài B. Bài B thì trên đây có 8 từ nè. Đó, 8 từ trong khung nè. Rồi đọc coi câu nào, chọn từ nào điền vào luôn nghe chưa? Hiểu không? Từ nào không có yes. Từ cũng mở từ điển mà coi. Nói chung những cái từ này cũng không có gì khó chứ không? Nói chung là cái bài này vẫn không có mới. Rồi đó, là điền 8 từ vào đây nha. Coi câu nào, điền từ nào. Đọc coi, chọn một vài từ khóa, một vài từ mình hiểu, vài từ trong câu là mình đã suy luận ra được điền từ nào rồi. Đó là A với B cũng không có gì khó nha. Bài listening này thì bỏ qua cho cô, đó là trang 26 được chưa? Grandma. Trang 26 có 2 bài. À, 2 bài. Bài A rất là dễ luôn, và bài B cũng phải suy nghĩ chút xíu. Rồi, 2 bài. Bài listening. Can we do writing? Rồi. Trang 27. Trang 27 thì làm cho cô các bài grammar thôi. Còn writing các con ai muốn làm thì thôi. Chỉ làm một bài duy nhất là grammar nè. A và grammar B. A
hai Yippie nó y chang như cái bài trong sách Studybook vừa làm nhớ không? Chọn từ đó, chọn this, hay là đi, hay là it, hay là đem, con phải nhìn vào cái danh từ và sắp nó sử nghiệm. Đó. Vừa làm mà tập trong sách Studybook nó bây giờ workbook nó cho y chang luôn. Yeah. Bài ok á, hay đó, cho y chang. Còn bài B thì khó hơn. Bài B là con phải tìm cái từ sai. Trong câu có một từ nó viết sai, con phải sửa lỗi lại. Và con dùng chữ this, con sửa this, hay là is, hay là are để sửa lỗi. Dùng bốn từ này sửa lỗi lại thôi. Vì nó sai. Đó. Ok. Dùng bốn từ này sửa lại thôi. Ví dụ câu 1. Và những từ này có liên quan tới danh từ xuất, danh từ số nhiều nữa. Vậy đó, nhìn vào cái danh từ thôi. Đó, bài B thì hơi khó nè. À, I can do it. Bây giờ cô dạy bài B trước nè, còn những bài kia là con có thể làm được đó. Giờ cô dạy cái bài tìm lỗi sai nha. Giờ câu 1 sai chỗ nào con khoanh chỗ đó cho cô nha. Ok. Rồi giờ con mở sách ra trang số 27 đây. 27. Bài B á, phần grammar nè, thấy hết chưa? Ok. Rồi trang 27 nha con. Yes. Rồi, I'm the copy. Câu hỏi sai ngay chỗ chữ đi. Sai chỗ nào chúng ta circle lại, chúng ta khoanh tròn lại. Tại sao sai chỗ chữ đi là vì nè. Con nhìn nè. Teacher là danh từ số ít, phải không? Danh từ số ít đâu có được đi chung với chữ đi. Chỉ đi chung với chữ this nè. Đó. Vậy chúng ta lấy chữ this chúng ta sửa lại. Câu số 2 đâu bạn nào sai chỗ nào đâu? Bạn nào thấy sai chỗ nào con xuống nào? I can, one day. I can. Mấy bạn kia bỏ tay xuống hết đi nha. Bây giờ qua bài mới hay dơ tay hoài nè. Bỏ tay xuống hết đi. I can. Lên. Sai chỗ nào? Dạ thưa cô, sai chữ this. Sai chữ this thì cho chữ chin. Chin là số kiều phải không Khánh Linh? Dạ. Vậy sai chỗ này, khoanh chỗ này là chúng ta sửa lại thành chữ gì bên đây? These. Yes, these. Đúng rồi nè. Chin S. These. Là chữ jeans. Đúng rồi, jeans. Chin là số nhiều nè. Yes. God, of course, the change room over there. The change room is over there. Rồi câu này sai gì nữa? Of course, the change room is over there. Tiến Dũng. Tiến Dũng. Ủa, Tiến Dũng còn ở đây Trí Dũng nghỉ xong. Thế Trí Dũng giơ tay vậy trơn. Còn các bạn khác xong giơ tay vậy trơn vậy hả? Còn Trí Dũng. Ừ. Giờ không phát biểu luôn đó Trí Dũng. Trí Dũng. Trí Dũng. Câu này sai chỗ nào? Là circle the mistake. Find a mistake. Tìm lỗi sai của cô trong câu này coi. Of course the change rules over there. Yeah. Sai chỗ nào? Sai chỗ chữ there hả? Câu này sai chỗ nào? Oh. Of course. Sai chứ of course. Chứ con đổi thành cái gì? Of course sao đổi thành this, the, is, are nữa. Sai là sai ngay chỗ cái từ chỉ định với động từ to be thôi con. Nè tại vì người ta kêu mình sửa lỗi là dùng những cái từ chỉ định và động từ to be thì sai là sai ngay mấy cái chỗ từ chỉ định với động từ to be thôi, hiểu không? Đợi chút đi Lộc ơi. Vậy chỗ này sai chỗ nào đây? Tiến Dũng. Dạ thưa cô, là câu B là sai ở chỗ chữ is ở cái câu đằng sau đó, trang nhiên thường is over there. Tại vì trang nhiên là số nhiều nè, vậy is phải đổi thành vậy? Nó phải đổi thành O. Ờ, is phải đổi thành O. Dạ. Ủa, thấy chữ Trí Dũng hiểu bài chưa? The training room là những cái phòng thay đồ, những cái phòng thay đồ thì động từ to be dùng là o. Đó, có nghĩa là sao còn cái chỗ mà đại từ chỉ định, các từ chỉ định với đại động từ to be thôi. Đó,
Câu 3. Sửa cho xong bài này rồi mới nghỉ. Không được. Hoành đạt sai chỗ nào? Câu 3. Number 3, I think the mistake is this pink shirt. Đúng rồi. Skirt là danh từ xuất ích. Vậy là yes. Biết động từ to be are là sai rồi nè. Vậy cho nên We have to fix it is is. Chỗ này phải là is. Đó, is mới đúng nha. Yes. A thành is. Rồi, chú con, câu 3 có 2 câu. Is our $10 ở chỗ nào? The mistake 2 is no, the mistake 2 is are. À, rồi sửa lại là gì? And like the same A. Rồi chủ từ là is nè, chủ từ là is thì động từ to be là it is. Giống như vậy luôn, is 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 are. Is thì chung với từ to be là is. Is is. So có bài gì đó. Ok. Sao xấu quá hả? Vậy của xấu. Cái này là viết nghe quá vậy. Cô test, cái này tại cô tự viết. Tổ bài cho xong cho cô đi. Rồi, câu 3 là cái chỗ skirt là sẽ cho chọn is nè. Rồi, is sẽ đâu được is are được không? Is đi chơi rồi cho mình là is. Đó, câu 4. Deep blue jacket. This blue jacket is too big. Can I? Can I? Dũng Anh ơi, câu 4 sai chỗ nào? Dũng Anh đâu rồi? Dũng Anh không mở mic được hả con? Dũng Anh. Thời nào bạn mới dạ đó cô? Con không có nghe luôn. Cái đường truyền này nghe dễ nhỏ lắm cô. To lên cho con. Dạ. Không có nghe luôn á. Bữa nay cái mic con làm sao rồi. Rồi thôi thay chiều con nghe. À Thanh Vân. Thanh Vân. Thanh Vân. Thanh Vân. Dạ cô. Câu số 4 sai chỗ nào Thanh Vân? Dạ thưa cô, câu số 4 là this blue jacket is too big. Sai chỗ nào? Dạ Thanh Vân. Is. Sai chỗ chữ is này hả? Dạ dạ. Chữ this nữa cô. À chữ this đầu câu á hả? Rồi dạ. Vậy đổi chữ this thành chữ gì? Chữ this với là chữ is. Sai một chữ thôi con, đâu có sai hai chỗ như vậy. Bây giờ jacket nè, cái áo khoác nè là danh từ số ít thì con không dùng chữ this mà con phải dùng chữ gì trên đây? This. À chữ this là sai chỗ đó thôi, chữ is người ta đúng rồi. Số ít thì dùng động từ to be is đúng rồi. Để sai một chỗ thôi nha không? This thành this blue jacket. Vì jacket là danh từ số ít nên dùng this. Rồi còn hai câu nữa ráng hàng nè. Cô mời Tấn Trọng. Câu 5. How much are this jacket? Jacket là cái áo khoác đó. Thì sai chỗ nào con? Dạ thưa cô là dạ thưa cô là cứ nói thì không sao, cũng cảm thấy là sai của mình. Sai chữ A. A sai chữ động từ to be. Không dùng A số nhiều được. Tại vì chỗ này là jacket, là có một cái áo khoác ha. Vậy đổi thành gì? Dạ, đổi thành is. Is. Dạ, tôi có đổi thành is. Rồi, còn câu nữa con. Câu 5 có 2 câu là it are $24. Sai chỗ nào luôn? Dạ thưa cô, sai cô A. À sai động từ to be A luôn. Đổi thành gì? Sửa lại thành is. Is. Rồi đúng rồi đó.
Bây giờ bài này hơi khó ha, không phải đọc được tìm nha. Và quan trọng là nhìn vào cái danh từ thôi. Danh từ số x thì dùng this, và động từ to be là is. Danh từ số nhiều dùng this, và động từ to be là are. Đó, cái nhìn vào danh từ này. Gạch cô ơi, chồng. Sao con? Ủa như vậy là bây giờ cô, ủa bây giờ là bài tập về nhà của mình là chỉ có phần new words với lại phần grammar A thôi, chứ không có phần grammar B nữa đúng không cô? Grammar B con sửa rồi nè. Cô sửa rồi. Đó, con sửa đây. Yes. Vậy bài tập về nhà là top nè, top 3 bài. 3 bài. Âm thế nào? Bài từ vựng có 2 bài không? Yes. Hiểu chưa? Ok. Cái bài trang số 26 có 2 bài. Hiểu chưa? Cái gì nữa? Thôi đấy, cô kéo đi. Tôi đã bị... Nè, bài trang 26 có 2 bài, bài numerals nè. Có bài A nhỏ, B nhỏ, hiểu chưa? Yes. Hiểu không? Rồi bài trang 27 có bài grammar, bài A nhỏ thôi. Rồi bài B nhỏ này cô sửa rồi nè. Vậy là tổng cộng có 3 bài, hiểu chưa? Ok. Rồi. Cô sẽ báo bài rồi nữa của cô quản nhiệm gửi báo bài cho con coi kỹ ha. Rồi con làm con chụp hình con gửi lên shop cho con nha. Dạ. Yeah. Ok. Làm trong sách hết, các bạn có sách hết rồi các bạn chụp cho rõ vô. Rồi các bạn gửi lên trên shop cho con nha. Rồi ok. Bye class. Bye bye. Chính ngày 20 là vào lớp nha. Ok. Cô, bài xe của cô vẫn còn đó sao cô? Má con thấy cái còn bài xe kìa. Có đâu. Ủa gì kìa. Tớ còn bị cái bài xe mà. Có đâu, mấy của cô, mấy của con chưa có lớp đó. Chắc là bên bạn mạng yếu. À. Bạn ra chơi nè. Tắt mic tắt ca. Thanh Vân ơi, con tắt ca cho con. Quang uống gì à mẹ nha. Các bạn ra chơi, các bạn đừng có ngồi nghe điện thoại nữa.